Có đúng không? Ở đây gần trên này có. Không? Trên này thì có anh. Bên quán quán đồng quê gì trên này cũng có nè. Đúng rồi, nhưng mà nó sạch sẽ nha. Dạ. Lâu lâu đi công việc là phải xả rồi. Kết hợp chứ. Một lần đi một lần cực mà. Không, anh nói cái này đâu phải là cái nào có đâu anh, mùa nó mới có. Đúng rồi, mình đi ngay kịp dạ. Luôn. Mình đi ngay mùa cả linh luôn. Ừ. Đi công tác hai người vậy nó vui đúng không Lam anh? Đi vui chứ, đi một người chán nhất à? Đi mình buồn. Cũng từng đỏ tiền chứ mà. Lần tới đây mình mà đi Đà Nẵng đi kiểu sang chảnh chứ. À. Đi ở đại khách sạn 5 sao đi. Sao đi tập 4 sao là em nghĩ mày kiểu cũng ra đời rồi. Ở trong khách sạn để em lên em xem rồi có gì em gửi cho anh nhé. Ừ. Ở trong có cái view đẹp đẹp ra biển là ok. Ừ. Rồi lại vài ngày ít nhất vài ngày. Check thử Fusion Source đó. Fusion Source Đà Nẵng ấy. Cái gì anh? Fusion Source. Fusion Source. Ở Đà Nẵng ấy. Okay. Thì đó kiếm cái phòng nào nhỏ thôi mà tại vì cái đó nó sao nó có bếp ở trong trong phòng luôn. Có cái phòng bếp ở trong phòng luôn. À. Cho nên là mình có thể mình ra mình mua hải sản tươi sống sáng mình dậy sớm á. Okay. Mình ra mình mua tươi sống vậy tự mình chế biến mình ăn. Coi là nó sát mặt biển luôn mà sát bờ biển luôn mà. Nhưng mà 4 cây nữa anh nhá. Cây. Để về anh hỏi bà chị anh coi có bên đó nó có đang có cái vé voucher nào giảm giá không? Để lấy anh đánh cho. Bạn thắng kìa, mới về chơi qua kìa. Một cây nữa. Nhưng mà gì anh ấy như kiểu là mình không biết thì đang đâu.
em đến lần rồi phải không? Chưa, em chưa đi lần nào, lần đầu tiên em đi. Tầm cây thôi mới đi. Con thì con gần đấy. Chưa anh. 600 mét nữa. Đúng rồi, chính xác luôn nhỉ. Đây. Rồi.